Xin chào bác đã đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp Touring Gian FCR 3100, một dòng xe đạp mà các bác có thể sử dụng để đi thể dục đường phố hàng ngày. Nó đáp ứng đủ nhu cầu của một người dùng cơ bản về xe đạp. Được sử dụng bộ chuyển động Shimano Asiza, khung nhôm, nước sơn nguyên bản, sẽ là toàn bộ em được nhập khẩu nguyên chiếc chính hãng. Tông màu em về là tông màu đen pha với đỏ, rất là thể thao và đẹp. Thương hiệu Gian, thương hiệu cũng rất là tốt trong dòng xe đạp thể thao. Và sử dụng bộ nhôm, công nghệ nhôm Alux, công nghệ độc quyền của Gian. Phanh 3 mảnh, phanh V Shimano. Toàn bộ phụ tùng trên xe là nguyên bản hết. Cặp vành 7.C, cốt yên này, ghi đông phút tăng, nguyên bản Gian hết. Mayo cũng là mayo của Gian luôn. Được chạy bộ group chuyển động Shimano Asiza với đây là 8 tầng lip và 2 tầng đĩa cho 16 tốc độ khác nhau. Phần ghi đông của chiếc xe thì trang bị bộ tay bấm Meizu với 8 tầng lip. Bộ tay bấm này bấm rất là sướng các bác nhé. Theo đánh giá cá nhân của em thì sử dụng cái bộ này cũng tương đối là sướng, bấm rất là nhẹ. Có cái chuông. Dám sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe mà em đưa lên thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video để cho các bác xem. Xe em đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 48 cm, thì khóa yên tới tâm cổ phốt là 56 cm. Thì chiếc xe có xanh mờ, xe trung bình thì các bác đi từ khoảng 1m65-66 đến khoảng 75-76 đi là phù hợp. Chuyển động 8 tầng lip và 2 tầng đĩa, rất mượt mà. Cái giá bán của chiếc xe bên em đang bán chỉ có là 6.800.000 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.